Mua kính chống đổi màu thì mua ở đâu? Chính là LB Eyewear, thương hiệu kính mắt uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm. Lần nào đến đây cũng thấy rất ưng, kính mắt chất lượng, giá cả hợp lý, lại có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Hiện nay bên LB Eyewear đang có chương trình ưu đãi cực sốc, mua 1 tặng 1 và gọng kính 14K. Mọi người tranh thủ ghé qua đi nhé. Ngoài ra thì đây còn là nơi uy tín để cập nhật các nội dung bổ ích liên quan đến kính và mắt đó mọi người ạ. Bước vào LB Eyewear thực sự thấy choáng ngợp luôn, đủ các loại mẫu mã hot và update liên tục, giá cả thì lại quá là hợp lý. Dù bạn là học sinh, sinh viên hay người đi làm thì bạn đều có thể tìm được kính phù hợp với mình cả về giá cả và kiểu dáng chất lượng. LB Eyewear là một nhà phân phối uy tín nhiều hãng trong kính cao cấp với nhiều loại chồng như là chồng ánh sáng xanh, kính dâm nhiều màu, chồng đổi màu, chiết xuất cao vân vân. Nên đã vào đây là chắc chắn sẽ chọn được kính mắt ưng ý. Lần trước mình vào đây mua kính xong ưng quá nên giờ mua kính là chỉ có LB Eyewear thôi à. Sắp đến mùa hè rồi, mua một em chồng kính đổi màu như này cũng rất là hợp lý luôn này cả nhà ơi. Chồng kính đổi màu nhà LB Eyewear cũng rất nhiều kiểu dáng, đẹp, xịn, chống được cả tia cực tím luôn nha. Mua em nó cho mùa hè lại hợp lý quá. Một nơi có đủ các loại kính đáp ứng mọi nhu cầu, đi học, đi làm, đi chơi, đọc sách, xem phim, đi đường, chống nắng, chống bụi, đi biển, vân vân. Hoặc đôi khi chỉ là phụ kiện chụp ảnh, selfie, lại phù hợp với nhiều độ tuổi từ trẻ đến già. Đến thì được đo mắt khá miễn phí với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm, nhân viên tư vấn nhiệt tình, thân thiện thì chẳng có lý do gì để không ghé qua đúng không mọi người? Đấy, đấy là chọn được ngay kính cho mình rồi đây. Mọi người có thể ghé qua cửa hàng hoặc tham khảo link TikTok shop Dương để nha.